Kính chào quý bạn đạo. Chiều nay chúng ta ôn lại cái phương pháp công phu. Dạ xin mời chú Quỳnh Minh Bảo lên điều khiển chương trình. Kính thưa Đức Tổ sư, kính thưa Đức Thầy, Minh Bảo xin kính chào toàn thể quý bạn đạo. Thì trong các năm vừa qua, chúng ta đã có cơ duyên ôn lại phương pháp công phu, các phần pháp chánh. Hôm nay thì còn cái phần còn lại là các pháp phụ. Thì chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu kỹ càng hơn những cái gì quý báu mà Thầy đã để lại cho chúng ta, để chúng ta thực hành cho nó hiệu quả hơn. Thì cũng như thường lệ thì nếu mà có bạn đạo nào tình nguyện á, thì xin mời lên sân khấu. Còn nếu mà không có thì sẽ rút thăm. Những bạn đạo nào lên đây không có bắt buộc phải cho câu trả lời. Nếu mà mình biết á, thì mình nói. Còn mình không biết thì mình ngồi mình học thôi. Đây học và hành mà. Thành ra nếu mà có bạn đạo nào tình nguyện thì xin lên trước. Còn nếu không thì rút thăm thì để tự nhiên ha. Xin mời đạo hữu Tô Được, US 343. Xin mời đạo hữu Phan Cao André, ID CA014. Xin mời đạo hữu Ngô Thị Văn Anh, ID CA015. Và người cuối cùng xin mời chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, ID AU017, Phúc Châu 017. Cái này là duyên tiền định mà mình đâu có nói trước được. Cái này bốc thăm nha, không có cố ý nha, tôi không có coi trước ở đâu nha. Yeah, kính thưa quý bạn đạo, thì cái pháp phụ mà chúng ta sẽ nghiên cứu đầu tiên đó là cái pháp mà mặc niệm bát chánh. Xin các bạn cho biết là giờ mình có thể mặc niệm bát chánh là giờ nào? Dễ trả lời trước đi. Dạ, 6 tới 10 giờ. Dạ, thì 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Rồi mình mặc niệm bát chánh như thế nào? Dạ, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đi qua 8 điểm. Thứ nhất là Nam Mô Di Đà Phật từ đây tới sống mũi. Nam Mô Di Đà Phật từ đây cho tới... Để cái micro vô. Từ đây cho tới giữa hai trùng, giữa hai chân mày. Nam Mô Di Đà Phật giữa trán với lại chân tóc. Nam Mô Di Đà Phật chân tóc. Nam Mô Di Đà Phật đỉnh đầu. Nam Mô Di Đà Phật ngay hai cái lỗ tai này kéo qua. Ngọc chấm. Nam Mô Di Đà Phật ngọc chấm. Nam Mô Di Đà Phật giữa hai cái thận. Ngọc chấm là đây. Rồi tới cái gì nữa? Không, ngọc chấm dưới đây chứ. Ngọc chấm là ở trên chứ. Ở đây là hiệp tích. Hiệp tích, dạ đúng rồi, ngọc chấm hiệp tích. Hiệp tích rồi mới tới giữa hai thận. Rồi, có bạn đạo nào phản đối không? Vậy là đúng rồi phải không? Đúng rồi. Mình phải ngồi như thế nào? Có cần ngồi xếp bằng không hay là mình ngồi ở đâu cũng được? Dạ, ngồi xếp bằng tốt hơn. Dạ, ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng hả? Có bạn đạo nào có ý kiến khác không? Có bắt buộc phải ngồi xếp bằng không hay là không? Nếu không ngồi ghế mà cầm chân nhưng mà cũng phải để cái miếng gì cho nó cách thổ. Hai cái tay, hai cái chân, hai cái gót chân. Hai gót chân trùng vào nhau. Nếu người nào mà ngồi xếp bằng được nhưng cái bắt lên tuổi. Mình có cần quay về hướng Nam không? Ồ dạ, thường thường phải quay về hướng Nam. Cũng như là lúc ngồi thiền. Có ai có ý kiến khác không?
Tại sao mặt niệm mắt chánh mà phải ngồi hướng nam? Mình ngồi hướng nam là cái mục đích để làm cái gì? Dạ, cái thói quen của mình ngồi thiền lúc nào cũng quay về hướng nam. Không phải cái thói quen mình ngồi thiền quay về hướng nam, nó có cái lý do rất là chính xác. Nam là nữa. Nếu mà nói về thói quen đó thì để tại vì hướng nam là hỏa mà mình tập trung thì hỏa sanh hỏa thì nó đi nhanh hơn. Ừ, đúng rồi, nếu mà mình quay về hướng nam thì hỏa dẫn hỏa thì nó nhanh hơn, nhưng mà mình làm mặc niệm bắt chánh đó, mình đâu có dẫn hỏa. Chỉ có khi mình ngồi làm thương pháp môn phu ba pháp chánh đó, mình mới mình soi hồn rồi đó, là lúc đó mới quả dẫn quả. Chứ bây giờ mình đang làm mặc niệm bắt chánh mà nó đâu có phải trong cái chương trình đó. Cho nên cái mặc niệm bắt chánh nó không có nhất thiết là phải hướng nào. Hướng nào mình ngồi cũng được hết. Thầy không có kêu là phải ngồi hướng nam. Thành ra cái trong cái pháp mình nó có cái pháp chánh đó là phải quay về hướng nam, còn có nhiều cái pháp khác không có bắt buộc mình phải quay hướng nam. Nhưng mà nếu mình ngồi ở nhà mình quen rồi thì mình cứ ngồi hướng nam vậy thôi, chứ nó thiệt ra không có bắt buộc. Rồi câu kế tiếp là khi nào mà mình có thể bắt đầu làm hành cái pháp này? Em xin trả lời là khi nào mình thấy điển chạy. Hả? Điển bắt đầu chạy à? Điển chạy là sao? Điển chạy là mình thấy nó nhột nhột. Điển chạy là khi mình niệm mình thấy nó bắt đầu nó chạy chạy đó hả? Dạ không, thấy cái điểm nó hơi nhột nhột. Nó nhột chỗ nào? Ở mấy cái điểm đó. À. Nghĩa là khi mà mình chưa có thử á, mà mình thấy cái điển mình nó bắt đầu nó tập trung, mình nó rút được ở trên đỉnh đầu rồi đó, là lúc đó mình có thể tập để cho nó niệm trên các luân xa, nên niệm từ từ. Nếu mà nó chạy được bao nhiêu thì từ đó mình phải từ từ mình phải tập làm. Rồi cái mục đích mà để mặc niệm bắt chánh là để làm cái gì? Cái pháp này để dùng để làm cái gì? Theo em nghe trong băng thì nói là để cũng như là mình dạ, cũng như là mình bảo vệ cái luồng điển đó, nó bảo vệ cho mình. Bảo vệ bằng cách nào? Các bạn đạo nào có muốn đóng góp thêm không? Mình niệm bắt chánh, chị Văn Anh nói là để mình bảo vệ mình, nhưng mà bảo vệ bằng cách nào? Thường mình niệm bắt chánh thì mình làm giờ âm đó, là mình cũng dài cái trượt, thành ra mình phải niệm giờ âm. Cái giờ mà mình niệm là cái giờ âm chứ mà là giờ. Thiệt ra mình niệm là từ 6 giờ cho tới 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Còn cái giờ âm là từ mấy giờ? 3 giờ chiều cho tới 9 giờ. 9 giờ, thành ra nó có nằm trong một phần giờ âm, chứ không phải là nó nằm trọn ở trong cái giờ âm. Thì nãy anh Thăng nói là để nó giải cái trượt đó ở đâu ra? Trong đồ ăn. À, trong đồ ăn ra. Rồi còn gì nữa? Thế là mình kiểm điểm cái nếu mà ngày hôm nay mình niệm mà chạy, mà ngày hôm nay ngày sau mình niệm mà không chạy thì mình biết là mình có làm gì không đúng, thì mình kiểm điểm cho mình luôn. À, cái đó để kiểm điểm cái cuộc tu hành của mình trong ngày, mình có làm bữa nay niệm chạy, ngày mai nó không chạy nữa, là nó có mình có làm cái gì sai cho nên nó không có chạy tốt. Rồi còn gì nữa? Cho tới trình độ nào thì mấy bạn nào sẽ thấy niệm sáng? Cái đó là niệm, cái đó là cái sự tiến triển của cái niệm mật niệm bắt chánh. Thì mình niệm sau này mình đạt được rồi thì mình niệm tới đâu nó sáng tới đó, phải không? Rồi còn cái công dụng của cái mật niệm bắt chánh nó còn cái gì khác nữa không? Các bạn đạo nào biết không? Biết nhiều đó thôi, xin các bạn đạo bổ túc. Dạ, anh Thăng mời bạn đạo dưới hội trường bổ túc giùm.
Sách thi có điểm mặt chánh thường không? Anh muốn tụi em, anh em đều đóng góp hết thì nó mới hay, thấy không? Thì thường thường mấy cái này là em hay đưa tay đứng lên, mà em có làm điểm mặt chánh mỗi đêm không? Nó có chạy không? Nó chạy, chạy như thế nào? Có mì khô, đêm mưa khô. Khi mà tôi xin được gặp bạn đạo lái sách thi ở Calgary, ở Canada, thì thầy cũng nói khi mà bạn đạo mình hành pháp vô vi đó, khi mình phát triển được cái luồng điển trên bộ đầu mình rồi, thì từ lúc đó mình có điển, thì lúc đó mình mới tập cái pháp mật niệm báo chánh từ 6 giờ tới 10 giờ, bất cứ giờ nào mình ngồi, không cần hướng nào mà mình ngồi, thì khi mình tập trung thì nó có 8 điểm. Thì bạn đạo khi mà tập niệm tới đâu á, mình thấy cái luồng điển á, nó đến ngay cái chỗ, ngay cái điểm đó. Mà nó mình chậm mà mình nhớ cái chữ khi tới Phật đó, chỗ đó nó nhói thì mình dẫn luồng điện tới á, mình nghĩ tới thì tám cái liệt cái nhịp điểm Nam Mô Phật 6 cái nó đều chạy tới cái điểm đó liền. Niệm từ từ mình thấy nó nhói, khi mình niệm mà đạt được rồi đó thì nó tỏa sáng, nó sẽ khai mở được cái 8 cái luân xa đó. Dạ, không, bây giờ trở lại cái câu hỏi anh Bảo. Trở lại câu hỏi là hồi nãy mình có nói là mình niệm mật niệm bát chánh để kiểm điểm cái hành động tu hành của mình ha. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là để bảo, hồi nãy vị Văn Anh có nói là mà bảo vệ thể xác ha. Anh Thăng có nói thêm là mình giải cái trượt điển mà do đồ ăn của mình đúng rồi đem ra ngoài ha. Rồi giờ ngoài cái đó nó còn cái gì khác nữa không? Thì ngoài đất thi nãy anh Thăng có nói, tôi cũng bổ túc, thì khi mình niệm đó mình sẽ biết cái quyệt đó mình niệm tới, mà khi bị nghẹn á là mình biết trong ngày đó mình làm cái một cái việc đó đã sai lầm với cái vấn đề tu học của mình, thì lúc đó mình sẽ tự kiểm lại trong một ngày đó mình đã làm gì. Tự nhiên nó nhận liền ở bữa đó, trong ngày đó mình sân si, mình giận hờn, mình ghét ai, thì những cái điểm đó nó không có tạo theo cái luồng điển nó mạnh nữa, nó yếu hay là nó không có tới điểm đó. Thì thường thường tôi niệm mà tới là tôi biết những cái sai lầm á, mình ngồi mình cũng khó chịu lắm, thì lúc đó mình tự ăn năn sám hối của mình á, thì cái thở pháp, tôi thở pháp luân rồi cho khi nó thông lại cái bộ đầu á, tôi hướng điển chạy, lúc đó tôi niệm thì nó chạy rất là suôn. Cho nên mình tự ăn năn sám hối của chính mình, thì mình kiểm lại cái hành động của mình, thì mình lúc đó mình mới thấy được cái niệm bát chánh á, nó mới chạy đều. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Okay, cảm ơn tôi. Theo bảo cho theo tôi biết thêm, bổ túc thêm với thi á, là cái mật niệm bát chánh mà nãy Văn Anh như Thăng nói cũng đúng một phần nào rồi. Nhưng mà cái mật niệm bát chánh á, thêm một chút xíu nữa là khi mà mình niệm mà luồng điển nó đã chạy đều rồi á, là mình kiểm soát cái luồng điển mình, tà khí không có xâm nhập được. Tà khí không có xâm nhập được. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Còn cái đó ra nữa đó, khi mà mình niệm bát chánh á, từ tác dụng của một việc á, đều có công dụng hết. Mình niệm tới đâu thì luồng điển chạy tới đó. Nhưng mình phải biết chạy tới đây thì cái luồng điển nó có cái tác dụng gì. Chạy lên đây thì luồng điển nó có cái tác dụng gì. Có đó thầy dạy rất là kỹ, nhưng mà có lẽ anh em mình không có đọc kỹ cái đó. Thì tôi nghĩ chút nữa anh Bảo anh sẽ cho anh em mình hay thêm cái rõ ràng hơn. Khi mà cái luồng điển mà mình biết được á, khi lên trên đỉnh đầu rồi á, lên đỉnh đầu á, là cái luồng điển trên đỉnh đầu mình nó kiểm soát cái gì. Khi mà nó trụ được cái đó rồi thì nó kiểm soát trong cái tiểu thiền địa mình cái phần nào. Ngọc chẩm ở phía sau á, kiểm soát cái phần nào. Hiệp tích kiểm soát cái phần nào, mạng môn nó những cái lỗ đó, những cái lỗ huyệt đó đều có tác dụng để mình phát triển cái luồng điện quang trong cái tiểu thiền địa này. Thì để chút xíu nữa anh Bảo anh sẽ cho mình nghe rõ lại để anh em mình ghi nhớ. Tôi nghĩ những anh em nào mà có chịu khó mà bỏ thì giờ trì có nghĩa là trì trí, ngày nào mình cũng phải niệm, phải nói rõ là từ khoảng thời gian từ 6 giờ tối tới 10 giờ tối. Khoảng thời gian đó, khi nào mình rảnh rỗi thì mình có thể niệm được. Đó, trong đó thầy nói rất là rõ ràng. Thành ra cái pháp mình á, rất là siêu diệu. Anh em mình phải chịu khó, bỏ công, hành, rồi mới đạt được. Và khi mình đạt được tới đâu thì mình hiểu tới đó. Chứ mình không có mê tín gì đâu. Còn những cái gì thầy đã cho anh em mình, thầy đã dạy cho mình, có nghĩa là thầy chỉ cái con đường mình đi như thế nào. Từng huyệt đạo thầy đã nói rất là rõ ràng. Sau khi mình tu, mình mở được rồi thì cái trí huệ mình mới sáng suốt được. Cái mặt niệm mặt chánh rất là hay. Nhưng mà tại vì thầy đã nói là khi nào mình muốn niệm mặt niệm mặt chánh phải tu cho có điển thì mới niệm được.
đã có nhiều anh em không có niệm. Phải nói là có rất nhiều anh em không có niệm mặt niệm mặt chánh. Mà bữa nay anh Bảo anh đưa cái vấn đề này ra nó rất là hay. Là tại sao? Thầy nói cái pháp phụ chứ thật sự không phải là pháp phụ. Cũng là pháp chánh luôn. Nhưng mà mình phải tu có điển cả. Mình niệm rồi mình mới thấy cái tác dụng đó. Và tôi xin đóng góp cái phần nói bây giờ đó thôi. Dạ, xin cảm ơn anh Vĩnh. Thì nãy chúng ta nói là cái nó bảo vệ mình, nó giải tà khí, nó mở cái tâm thức của mình. Nghĩa là cái công dụng của pháp mặc niệm bát chánh cũng nhiều lắm. Nhưng mà có thể nhiều khi chúng ta không có nghiên cứu kỹ cho nên nhiều khi mình cũng coi thường đó. Nhưng mà thật ra mình làm cái pháp này nó không có mất bao nhiêu thời gian hết trơn á. Nhưng mà tại vì mình coi thường đó, mình không làm thôi. Chứ nếu mà chịu khó mỗi ngày mình bỏ ra vài phút mình ngồi mình làm mặc niệm bát chánh, nó không có tốn thì giờ nhiều. Cái đó không phải là vấn đề mà mình phải sắp xếp thời gian gì khó khăn lắm. Chút nào mình nhớ thì mình ngừng lại, mình làm mặc niệm bát chánh xong rồi mình làm chuyện khác. Nó không có đòi hỏi mình cái thời gian, nhưng mà mỗi ngày mình đầu tư vô đó thì nó sẽ giúp ích mình nó nhiều chuyện lắm. Bảo à, thì Bảo xài cái chữ đầu tư cũng hay lắm. Thật ra tôi đầu tư rất là lâu, phải nói là từ Việt Nam tới bây giờ. Khi mà tôi biết tôi luyện mà cái luồng điển tôi đã có rồi thì tôi áp dụng. Nhưng mà mình niệm rồi mình mới thấy rằng đúng, những cái gì thầy nói không có sai một ly một tí là hết. Các bạn muốn nghiên cứu kỹ cái này, sau khi anh Bảo cho biết rồi thì trong cuốn Kinh A Di Đà ông Tư đã nói rất rõ, nói về mặc niệm bát chánh như thế nào, từng quyệt đạo như thế nào. Sau khi anh Bảo anh cho anh em mình học được cái phần đó, thêm bổ túc trên cái phần đó, mình về mình phải nghiên cứu thêm. Chính mình phải là người nghiên cứu thêm để mình nắm vững, mình hiểu, thì lúc đó mình không có đi sai được. Mà xin đóng góp thêm cái phần này. Rồi, xin cảm ơn anh Vĩnh. Rồi. Xin ban kỹ thuật cho nghe cho xem cái 1, 2, 3, 4 luôn đi. 4 cái đi. Mặc niệm bát chánh. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đầu môi trên, cuối cùng chữ Phật phải nằm ngay chót mũi. Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ nhì là trung tim chân mày. Từ trung tim chân mày ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ ba là giữa trán. Từ giữa trán niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tư là mở ác. Từ mở ác ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến thứ năm là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ sáu là huyệt ngọc chẩm sau phía ót. Từ huyệt ngọc chẩm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ bảy là huỳnh đình. Từ huỳnh đình ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tám là trung ương trái cật. Cứ niệm để điển chuyển chạy trong 8 điểm như vậy 3 lần. Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Là cái ý để đây, bắt đầu từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng nó ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng đằng sau này. Cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần, trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần. Nhắm mắt niệm. Tôi niệm thực tập cho các bạn coi. Những người có điển niệm thấy nó chạy rõ ràng. Càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra, con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ, luồng điển thông, thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá
thì chúng ta phải nên bỏ ăn năn sám hối và bỏ niệm lại, thì tự nhiên nó sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh sau những giờ thiền. Thanh tịnh có điển rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật lên đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới ngọc chẩm, Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích, Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thân thủy, là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết, 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa, càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ. Mà mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Đậm. Sau này các bạn tu có điển rồi thì mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ chúng ta nên niệm bát chánh để kiểm soát những cái đốc mạch của chúng ta đã lên từ bên trên chưa, và cái nhâm mạch chúng ta phát hiện tới đâu. Và cái đó cũng là cái phương pháp để đuổi tà. Làm như thế này, sáu giờ tới 10 giờ chúng ta ngồi xếp bằng, không được ăn, ngồi trên ghế bất cứ ở đâu. Chúng ta dùng ý niệm nói Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng Phật nó phải nằm ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thế gì? Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ tư. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ năm. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ sáu. Nó đối tăng được. Nam Mô A Di Đà Phật là để hết cái tay cuối gần đó, để có thể được cái niệm đó là đó là một chữ niệm tới chỗ đó là từ ở đó. Ngay trung ương cái cấp việc thứ tám, khi chúng ta tu mà có luồng điển rồi thì chúng ta ý niệm cảm thấy như là ngón tay chỉ ngay trong bụng, ngón tay chỉ ngay trong việc chạy tới chỗ nào nó chỉ được chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ được chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ được chỗ đó, nó rõ rệt. Cho nên kỳ trước tôi có làm một lần, nhưng mà vì đèn chiếu quá nắng cho nên đi có hơi mau từ đây lên đây, thì đáng lẽ là phải tới đây. Người tu của chúng ta xuất hồn ra thế gian thì đi về chỗ này, rồi đi học đạo được chung thiên thế giới, rồi tới Bồng Lai, tới Phật Giới, thấy không? Rồi chuyển qua đằng sau này là cái quỳnh định trong cái thiện nghĩa, và có cái thẩm mỹ để cảm minh cây khối chịu vật thế gian, đại tự nhiên ở thế gian. Thì cái kiểm soát này là người có điển mới niệm được, còn người không có điển ngồi niệm không được, bấn loạn thêm thôi. Cho nên để dành riêng cho những người có điển và cảm giác được cái phần điển chạy trong cơ thể mới chuyển cho nó chuyển chạy như vậy là lập lại trật tự. Và mỗi đêm chúng ta kiểm soát như vậy thì luồng điển không có bị lung lạc và không có hướng ngoại, và kiểm soát chắc chắn cái thành quả khai triển tập định của chính mình. Cho những người tu lâu niệm tới đó, niệm tới chỗ nào bóng đèn đỏ nó phải bật lên sáng liền.
mà tu chưa được kết quả cao, chỉ cảm nhận nó chạy để tê chút gì thôi. Một cái người mà thành đạo là nó phải thấy tám điểm đó, nó phải có tám cái bóng đèn đó sáng bực lên. Cho nên luôn luôn đó là cái phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình, và không có nên nghe những sự động loạn, và không có bị chuyển hướng rõ ràng. Tất cả thì mới đem ra tất cả sự thật. Con ngồi thiền có điển rút trên bộ đầu chạy đến sau óc, không có ánh sáng, có thể niệm bắt chánh được không? Có điện chạy niệm được, niệm chạy tới đâu niệm tới đó, niệm thét nó bừng sáng, thì nó sẽ giải tỏa tất cả những sự thắc mắc trong khối óc mình. Chờ chút xíu nha. Thì nãy giờ chúng ta có nghe thêm mấy cái điểm mà thầy đã nói là mình có thể kiểm soát được cái đốc mạch và cái nhâm mạch mình nó có thông chưa. Mà nó cũng là cái mặc niệm bắt chánh, cũng là cái pháp để đuổi tà. Tại vì mình sống ở thế gian này thế nào nó cũng có tà khí nó áp đảo mình, thì cái mặc niệm bắt chánh nó cũng giúp mình đuổi tà. Và nó giúp cho cái luồng điển mình nó không có bị lung lạc, mình không ít có bị hướng ngoại hơn. Thì nó kiểm soát được cái sự tiến hóa của tâm linh của mình nữa, nó khai triển được cái tâm linh của mình nữa. Thì xin ban kỹ thuật cho xem luôn tới phần 12 đi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi, có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không? Có điển là tập được rồi. Tập để kiểm chứng bắt chánh tám điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này, chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Bắt chánh, niệm bắt chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà con chưa được nghe cái băng của mấy lúc chiều các cậu bạn, thì con thấy thầy nói rằng thì là khi nào mà niệm mà nó thấy không thấy gì đó, thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì nó lớn, thì con thì lại không để ý. Con đôi có khi cũng có một vài lần chứ cũng không nhiều. Thì con niệm cũng thấy không có thấy nó thông suốt được tốc. Vâng, thế là sau kính thưa thầy, về sau cùng này đã những ngày về trước đây độ 6-7 tháng, thì khi con niệm thì con lại thấy những các cái sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước, thì từng cái quanh rồi, nhưng về sau nó sáng như là cả một cái dây sáng thế này, cho đến khi ấy mà cái luồng điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc, bạch quang, huyền sắc, huyền quang, các bạn. Kính thưa thầy. Đúng rồi vậy. Dạ. Thế đi một vòng như vậy. Dạ. Đó. Mà cái ánh sáng đẹp đó. Thả lỏng ra nó gồm ra nó là không ra. Dạ. Nó như vậy. Vâng. Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác. Dạ. Vừa khai thông điển quang. Dạ. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó quý lắm. Từ khi mà làm xong rồi không có cái nghĩ gì tâm đời nữa, nó nhẹ nhàng, không nghĩ gì chuyện đời nữa. Từ ít lâu nay thì con được thấy nhẹ nhàng, tâm con không còn nghĩ, mà con cháu bây giờ thì cũng không nghĩ nữa. Chứ nghĩ ngày không được, thì quên mất đi rồi, không có cái gì nghĩ hết. Sự thật con hay quên lúc này. Quên hết, không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn nhím trần,
mà quên đi là được thanh lọc. Yeah. Lúc đó tâm mình mới thật, tâm không mới là dân cờ. Yeah. Tâm động là dân ma. Yeah. Các cô về học viện phát triển sự lưu ích về hội dựng một cách tối sáng về tối sáng. Khi chúng ta nói là nhâm đắc tương thông mà lấy gì kiểm soát, bây giờ mà viện phát triển kiểm soát được. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này, như có cái ngón tay rồi. Rồi ý mình ấy, Nam Mô A Di Đà Phật cũng như có cái ngón tay chấm. Thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới như này và đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? À, thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. À, thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tải gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy. Còn cái người niệm chạy rồi mà bị tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có mùa phép gì phải. Họ có tà khi xâm nhập. Hay là chúng ta sẽ xảy ra cái bệnh gì đây. Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Lời ăn tiếng nói tôi đâu có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai, có làm những cái điều bất chánh sai lầm không? À, cho nên buổi chiều phải lo làm từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó chỉ bất chánh, phải lo niệm để có thể nó chạy tới đâu. Đó. Thế thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái điều sao? Điều sai là nó chạy. Đó. Để giúp ích cho mình làm cái gì có gì? Giúp ích nhiều lắm. Trong cái gì? Giúp ích nhiều lắm. Giúp ích nhiều lắm. Từ mỗi cái luân xa, từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói trong cơ thể của mình. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hết sức dày công công phu. Tự nhiên, nhưng mà đêm nào mà đi mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải tìm ra ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi, nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm được. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gián đoạn hết. Nó về tâm đời, nó không còn tâm đạo nữa. Tâm đạo luôn luôn lấp lánh và chiếu sáng. À, cho nên như các bạn mới chỉ cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi chứ không phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy những cái đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình và không có ma quỷ gì xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình dân cho trời cung ứng cho tất cả, lúc nào cũng thành tâm hướng độ ngoại dân. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng của cơ thể của người tu vô vi. Đó là một phương pháp kiểm soát mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua gì. Ngoài cái đó là nó có thể bổ dưỡng sức khỏe tinh thần. Cho đó là thuộc về trí. Thầy đậu tu đến mức độ nào mới phải làm bằng điểm mặt đánh? Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái gì nào? Những người thường có điểm phải tập liền. Thế khi nó chạy được chút một hai cái mình cũng tập lần nó quen. Ha? Lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở được, có người mở hai cái, ba cái, bốn cái, lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần đi tới như vậy, không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. À,
nên đi tới cái chỗ kia bằng khi làm là thấy ánh sáng, rồi nó gom lại khi làm là thấy cả bóng đèn vậy, nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài chừng, nhưng mà bên này phá bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển từ điển mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh lại. Thầy bùa thì đánh, còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, ngồi ở dưới gốc cây mà dùng điển để hòa tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Và nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Thiếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có ta ở, ta tới ta tiếp xúc với mình này khi cái nào mình trả lời vui vẻ, có cái gì cả. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, cái mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, và bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đó mà thấy thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chung chà, ông này ông mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên tôi dán trần, tôi vô trong cái khám thì tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Mà bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan trọng. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Nhưng bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, ô vô cho ông đó, ông học tới kỹ sư quá xa, chứ mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu, nó không bao nhiêu công chuyện đó, tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó cũng vậy đó, thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở, như bát chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn, mở hết, lọt trần ra đâu. Khi điểm bát chánh là mình lọt, mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống mà đâu chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều và khai mở tâm thức nhiều chuyện, đi tới vô cùng tốt đẹp nhờ cái bát chánh. Trường hợp những người mới tu bị chưa có chạy trên các đường sâu không làm được, không làm được, chưa có điểm bộ đầu mà chưa rút bộ đầu là sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển. Và nó bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Máu huyết thể xác vật chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển siêu âm cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được. Dạ kính thưa thầy, con ngồi thiền từ năm 1971 mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó thì thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không? Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không, cái động mạch có lên không, cái đó cần thiết lắm, phải tập lần lần. Je maître depuis, j'ai médité depuis 1971 et j'ai pas fait l'exercice de l'invocation sur les huit chakras. Est-ce que je devrais faire cet exercice? Maître a répondu, c'est nécessaire pour vérifier si le vaisseau gouverneur est débloqué du bas jusqu'en haut. Khi dùng ý niệm, khi niệm nó chạy, khi dùng mà ý niệm nhắm mắt á, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thấy không như con ngón tay rồi nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cứ niệm thêm 8 điểm cho nó đầy đủ, thì mỗi ngày cứ mỗi buổi chiều niệm vậy. Niệm càng ngày nó càng sáng thêm rồi. Phải niệm từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó. Mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được? Không được, bây giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát được về mặt niệm à, trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghĩ để khuya thiệt. Mà chị thấy nói từ 6 giờ, 6 giờ chiều tới 10 giờ thôi. Đến 10 giờ thôi. Thế thì tại sao lại như vậy? Cái giờ đó thì mới người có điển dễ dẫn mà nó phát sáng.
Thế 10-11 giờ liệu có được không ạ? Không, 10 tới 10 giờ không có quá giờ đó. Dạ. Mình niệm đó là cõi tiên mà. Thưa Thầy, con có câu nữa là khi con niệm á, làm sao thì ở đây con không họa hoàn lắm, mới được một tí hơi chỉ đây thôi. Đó là điểm chưa đủ. Vâng. Còn thì ở dưới này thì có tí tí lên đầu nhanh lắm, nhất là đằng sau thì lại chạy thật nhanh, có chưa tới cái điểm đó nó đã chạy xuống đến chỗ ngang chỗ thận này rồi. Thế nó chỗ nào chạy là chỗ đó tốc à? Nó cứ trụ ở chỗ đó thôi. Còn cái trên này không có mà. Tập hết cho nó quen đi. Dạ. Đó rồi, tập đó quen rồi, con người có trật tự. Cứ dạ. Một là một, hai là hai, không có làm gì dạ. Thôi. Dạ. Thế Thầy, con không dám nói nhưng mà con hình như con có hơi đổi tí là một, hai là hai. Tự yên con thấy trong người con như vậy. Mà không mà nói láo chịu không được đâu. Nói láo cái gì chịu không được đâu. Cái gì mà sai một tí con cũng không chịu được. Ừ, nói láo chịu không được. Con là phải làm đúng như vậy, không có con thể làm sai được. Chữ ba thấm đạo phần nghĩa là tám thấm đạo là khi con luyện là thấm đạo trong tám lỗ. Người luyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sống mũi luồng điển ta luyện đạo, đi ngay ra đó xuất ra cục điển lửa đỏ. Lỗ thứ hai, tới chỗ tập trung của con cũng thế, rồi tới giữa trán của con cũng là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế. Lỗ thứ tư của con tới chân tóc, điển ấy cũng chiếu ra điển lửa cũng thế. Trái lại, điển này quá hào quang thừa tiếp cho các điển. Điển thứ năm là đến lỗ điển trung tâm hồn, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc mọi mặt, nào là thừa tiếp điển tiên thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức bồ đề. Chữ bồ đề là hột điển lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo ứng. Hễ con được tốt bử pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục rõ rẽ phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ xử tử. Hai khớp xương này không dính liền, ngay giữa khớp xương có một đường gân cùng một hộp tròn ngay giữa dính líu nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mỗi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thân gián trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dân lệnh lỗ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiệp tích, ngay xương sống chỗ đùm gan ruột dính lại. Lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên cùng hậu thiên. Các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái tạm của điển dây thép mở cùng đóng cho ngựa qua lại, thâu phóng nẻo nào phân tách theo nẻo nấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai cái cật chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia, cùng đem lửa hậu thiên hóa tiên thiên hòa quẩn với nhau. Đến hiệp tích là chỗ ngưng trệ, chia sớt nửa phần điển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hà đào thành bộ đầu.
tiếp xúc với biển thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của trần, hóa ra luồng điển dương khí trường sanh, sắc sanh màu vật, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa để tiếp xúc cho người công phu luyện đạo đương tỉnh trí an thần. Luồng điển này sắc sanh màu vật, đó là tâm chỉ của bát chánh, gọi là bát chánh đạo phần. Đạo có nghĩa là lỗ điển, ngoài con mắt thế gian không thấy, da liền người trần nào biết được. Khi luyện đạo thông khí rồi thì bát chánh này là tám lỗ đạo của điển, nó làm cho những người công phu luyện đạo nhờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học huyền bí, khi tỉnh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh, minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn nơi trần. Di Đà ơi, đã gọi bát chánh mà thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh, con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy. Nhưng con không nên phiền trách những người mưu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ái, đừng phiền phức. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, thì các bạn đạo nãy giờ đã nghe thầy giảng rất nhiều về mật niệm bát chánh. Thì thầy có nói nhấn mạnh nhiều lần là cái mật niệm bát chánh rất là cần thiết và rất là hữu ích và giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều chuyện. Cho nên chúng ta nên bỏ một chút xíu thì giờ mỗi ngày thôi, cần là mình làm đều mỗi ngày nó không có chiếm của mình nhiều thời gian lắm, nhưng mà cái đó nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Nhưng mà tại xưa giờ mình không có thì giờ mình nghiên cứu hết tất cả những gì mà thầy đã giảng về cái đề tài này. Thì nay các bạn đã có cái tài liệu này đã về nghiên cứu thêm để hiểu rõ thêm là cái hữu ích của cái mặt niệm bát chánh như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đạo đã lên đây đóng góp. Bây giờ xin mời bốn bạn đạo nữa, không biết có bạn đạo nào tình nguyện lên đây không, nếu không thì tiếp tục rút thăm nữa. Xin mời chị Phạm Dung, Phạm Dung ID US 041. Xin mời Phạm Candy S044. Xin mời Phan Thái Xuân US004. Phan Thái Xuân. Xin mời Trần Lễ Phước. Thì trước hết xin mời các đạo hữu tự giới thiệu và cho biết mình từ đâu tới để cho các bạn đạo bốn phương được biết. Dạ, con tên là Thúy Phạm, ở USA. Dạ, con là tên Candy Phạm, ở Milwaukee, Wisconsin. Em Trần Phúc Huệ, ở California. Dạ, con tên là Phan Xuân Thái, ở miền Nam Cali. Bây giờ xin mời các bạn đạo bước qua một cái pháp phụ thứ nhì là cái kiểm thảo đời đạo. Mà thường thường cái pháp này nó đi chung với cái pháp khác là kiểm thảo đời đạo và chuyển dưỡng hướng khí. Xin các bạn cho biết mình kiểm thảo đời đạo như thế nào và làm lúc nào. Này hơi khó à. Cái pháp này khó, tại sao nó khó? Cái pháp này tại sao nó khó? À, đang học rồi thôi. Bây giờ mấy người nào học rồi thì trả lời, cái nào chưa học thì thôi, tại cái này đó. Thay đi. Dạ, xin trả lời câu của anh Bảo vừa nói là kiểm thảo đạo là trong sách thầy có dạy là khúc mà đi làm về thì mình ngồi niệm Phật
kiểm thảo lại cái chuyện mà ngày vừa rồi mình đã làm chuyện gì, đúng hay sai như thế nào. Khi đó thì mình mới trở về tối, mình mới trước khi mà vào hành thiền thì mình coi lại nó như thế nào với bản thân của mình ngày vừa qua như thế nào. Cái pháp chánh đó là mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Cái pháp mà kiểm thảo đời đạo á, thường thường là cái pháp cái giờ chánh của nó là mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Đưa micro đi. Xin trả lời cái câu hỏi anh Bảo là thầy có nói là từ 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng khi mình tập dưỡng khí xong á, trong khoảng giờ đó mình ngồi lại mình kiểm điểm lại cái cuộc hành đạo của mình, có những điều gì sai sót mình ăn năn sám hối cái tội lỗi của chính mình. Xin anh Thi cho biết, hồi nãy anh Thi nói là làm sau sau khi mình làm chuyển dưỡng khí hay làm trước? Sau chuyển dưỡng khí. Hả? Thường thường tôi làm chuyển khí khi tập buổi thiền sáng, khi mà tôi tĩnh tâm á, buổi sáng dậy thì tôi thở pháp luân xong rồi tôi bắt đầu tôi ngồi ra tôi xếp ăn sám hối tội lỗi của chính mình, xét lại nếu mình có thì mình ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Xin quán Thế Âm Bồ Tát từ bi ra đầy xả cái tội lỗi của chính mình, rồi sau đó ra thì tôi ra thở tập chuyển dưỡng khí. Dạ cảm ơn anh Thi. Anh Thi nãy anh nói là mình làm kiểm thảo đời đạo sau khi làm chuyển dưỡng khí, không biết có bạn đạo nào có ý kiến khác không? Thi à, em nói lộn rồi. Chuyển dưỡng khí từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng là đúng rồi, nhưng mà em phải kiểm soát trước khi em hít pháp luân chuyển dưỡng khí. Mà em nãy em chưa nói là chuyển dưỡng khí hít bằng cách nào, dùng cái gì hít. Chưa hỏi tới. Em đã kiểm điểm đời đạo trước, coi ngày hôm trước mình có làm cái gì sai trái không, mình ăn năn sám hối, rồi sau đó em bắt đầu em mới hít. Và từ 5 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng là đúng rồi. Rồi, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng mình làm kiểm thảo đời đạo, xong rồi mình mới qua cái phần chuyển dưỡng khí. Bây giờ mình muốn cho cái kiểm thảo đời đạo của mình nó hiệu quả thì mình phải làm như thế nào để cho cái kiểm điểm kiểm thảo đời đạo của mình nó hiệu quả? Các bạn đạo nào tu lâu chắc có thể trả lời được. Làm sao cho cái kiểm thảo đời đạo của mình nó hiệu quả? Cái gì nó giúp cho cái kiểm thảo của mình nó được hiệu quả? Dạ, tại câu này có hỏi thầy rồi, thầy nói phải niệm Phật. Có được hỏi trực tiếp hả? Hay quá. Đó, thầy có nói là mình phải, tại sao, bây giờ xin hỏi tiếp nha. Xin hỏi tiếp Văn Anh, tại sao mà mình niệm Phật nó giúp cho mình cái làm cái kiểm thảo đời đạo nó hữu hiệu hơn? Dạ, niệm Phật thì cũng như là kiểm điểm vậy đó. Mình niệm Phật không được thì mình làm sai. Khi mình niệm Phật á, mình nó có cái tác động nào mà nó giúp mình kiểm thảo dễ hơn? Tại vì cái niệm Phật á, nó nhiều cái công hiệu lắm, thành ra cái này nó cũng một trong những cái công hiệu của niệm Phật á, là nó giúp mình cái gì trong cái phần kiểm thảo đời đạo mà nó có thể giúp cho mình làm cho nó hữu hiệu hơn là mình không làm. Hai người, một người làm kiểm thảo đời đạo mà không niệm Phật với một người làm kiểm thảo đời đạo nó niệm Phật nó khác nhau nhiều lắm. Nó khác chỗ nào mà tại sao? Không biết à? Xin mời có bạn đạo nào có thể đóng góp thêm không? Tại sao mình niệm Phật á, thì mình làm kiểm thảo đời đạo nó hữu hiệu hơn? Khoan, để. Cúc là bạn đạo ở Calgary, Canada. Niệm Phật trong ngày nhiều để nó hóa giải những cái trần trược của mình và những cái ngoại cảnh, và từ trong nội tâm cho tới ở bên ngoài, thì Cúc thấy là có chuyện gì mình có thể mình niệm Phật thì sẽ hóa giải ngay.
Rồi, cái đó là cái niệm Phật nó giúp mình hóa giải, cái đó đồng ý rồi. Nhưng mà cái niệm Phật nó giúp cái gì trong cái phần kiểm thảo đời, kiểm thảo đời đạo? Thì mình dễ thấy cái sự sai lầm của mình. Tại sao mình dễ thấy hơn? Tại vì mình niệm Phật, dĩ nhiên là nó có được cái chấn động lực ở trong người của mình. Thì chấn động lực nó làm cái gì mà mình dễ thấy hơn? Thì cái sự tập trung cái hàng ngày của mình gom lại những cái từ trường thanh mà khi thí dụ như trong nhà có việc gì hay là bạn bè hay ở hãng ở gì thì nếu như mà mình không hóa giải nổi thì mình niệm Phật thì cũng thấy như vậy thôi. Tại vì cái niệm Phật đó, nó có hai phần. Hồi nãy chị nói là cái phần mà nó hóa giải thì đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái phần chị nói nãy chị nói thêm á là cái phần tập trung để làm chi. Cái đó mình có thể khai thác cái phần đó, nó có thể giúp ích cho mình trong cái phần mà kiểm thảo đại đạo, nó tập trung, mình gom ý được á, lúc đó mình mới nhìn thấy rõ hơn những cái sự sai lầm của mình. Tại vì nếu mà mình không có gom lại cái luồng điển của mình á, thì cũng như cái đèn của mình nó yếu đi. Thì họ dạ, mình muốn soi mình á, mình cũng không thấy rõ, mình không biết cái nào đúng, cái nào sai, nó cũng nằm trong cái phần lý luận thôi, chứ nó không phải về điển quang. Thành ra khi mà mình niệm Phật á, nó gom được cái ý điển của mình á, thành ra mình nhìn cái sự sai lầm mình nó dễ hơn. Đúng rồi. Yeah. Thì Cúc khai triển thêm một chút nữa. Thì trong ngày á, cái gì nó đi trước như ngoại cảnh, như những người chung quanh, là cái ý mình phát ra. Thì nếu cái ý mình phát ra, mình phát ra nó đúng á, thì chẳng chi mà không đúng á, thì nó rất là ảnh hưởng những người chung quanh. Cho nên khi mà mình niệm Phật á, thì giống như anh Bảo vừa nói á, mình gom cái ý lại, thu cái ý gì lại, để không có tán ra những cái sự không tốt. Thì mình sống bằng ý trong ngày nhiều hơn là cái tâm. Cho nên là Cúc nghĩ là như anh nói hồi nãy là bổ túc thêm là đúng. Không phải cái đây là vấn đề mình gom ý là mình đừng có cho nó nghĩ bậy như bạ. Nhưng mà cái vấn đề là mình khi mà mình làm cái kiểm thảo đời đạo là mình cần cái sự sáng suốt để mình nhìn thấy những cái sự sai lầm của mình. Mà bây giờ nếu mà mình không có gom cái ý điển của mình lại, mình không có tập trung lại cái luồng điển sáng suốt của mình á, thì cũng như cái đèn pin của mình á, rọi nó không có đủ sáng, cho nên mình không có thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Đó, cái tập trung ở đây là có cái ý nghĩa nó như vậy đó. Chứ không phải là mình sợ mình nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện khác. Nhưng mà mình phân tán đi á, thì cái luồng điển mà mình phân tán, mình không có tập trung được á, thì cũng như cái đèn mình nó yếu đi. Tức là mình muốn soi coi cái bóng tối ở trong người mình như thế nào, cái sự sai lầm của mình như thế nào thì mình không thấy rõ. Yeah, mình rồi. Mình chỉ nằm trong cái dòng lý luận thôi. Không biết bữa nay tôi có làm sai, xong mình đặt những câu hỏi, nhưng mà mình không có niệm Phật là mình không thấy liền. Mình không thấy rõ là cái sự sai lầm của mình như thế nào. Cho nên cái niệm Phật ở đây nó có thêm một cái công dụng khác là nó gom cái điển là để cho mình thấy rõ mình hơn. Yeah. Nên cái niệm Phật nó hữu hiệu trong cái vấn đề đó. Dạ, yeah, xin cảm ơn chị Cúc. Với lại Cúc xin nói có một điều nữa là nếu như mà mình niệm Phật mà mình không sửa tánh thì cái sự niệm Phật đó nó không có hiệu quả. Tại vì Cúc cũng có nghe một đoạn, nếu người tu vô vi mà nói tôi niệm Phật dữ lắm nhưng mà không sửa tánh thì cái sự niệm Phật đó nó sẽ, thí dụ như người đó nói tôi niệm Phật nhiều lắm nhưng mà mình có thể mình nhìn mình biết. Thì cái đó là ông thầy ông nói, mình chỉ nghe lại thôi. Dạ, chị Cúc nói cái chuyện đó nó cũng rất là hữu ích, là khi mà mình niệm Phật mình không có sửa tánh á, thì mình không có tiến bộ được. Dạ. Nhưng mà tại sao mà mình niệm Phật mà mình không có sửa tánh? Mình thiếu cái gì mà mình niệm Phật, nó thiếu cái gì mà mình lại không có sửa tánh được? Thì cái đó Cúc không biết. Cúc thì các bạn đạo nào xin đóng góp thêm con, tại sao mà tại sao mình không có sửa tánh được? Tại sao mình tu mà mình không có sửa tánh được? Mình muốn sửa tánh mình phải làm cái gì trước? Xin có ý kiến là mình không có sửa tánh được á, trong lúc mình niệm Phật á, là tại vì mình không có dứt khoát. Tại vì khi thí dụ mình niệm Phật mà tạp niệm nó tới thì mình phải xài cái chữ dứt khoát. Mình dứt khoát trong 6 chữ niệm Phật thôi, hay một chữ thôi thì cái tạp niệm sẽ lơi ra. Cái đó là lời cái thầy nói. Thì áp dụng vô đó, nếu mình không xài 2 chữ dứt khoát thì chắc chắn không bao giờ sửa tánh được. Nó có tái đi tái lại hoài luôn. Tại sao vậy? Tại sao mình không dứt khoát được?
Tại vì mình không có, có cái gì nó làm cho mình không dứt khoát được? Không biết. Thì hồi nãy thì mình trở lại cái vấn đề đi. Tại sao mà mình tu thiền mà mình không có sửa mình được? Bây giờ mình muốn sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, trước hết mình phải làm cái gì? Dạ, con có ý kiến. Dạ, con tên là Bạch Liên ở San Jose. Thì theo con nhớ là đại hội trước thì nói về niệm Phật đó. Thì con nhớ là chư Bảo có nói là nếu mà mình niệm Phật mà mình phải kêu căn lục trần mình niệm chung. Nếu mà mình kêu nó niệm chung thì mình mới dạy được nó, thì nó mình mới sửa tánh được. À, thì đó, cái đó là cái lý do tại sao mà mình sửa tánh được, mà tại sao mình sửa tánh không được. Tại vì khi mà lục căn lục trần á, mà nó, mình không dạy nó niệm á, thì nó sẽ tâm tối hoài. Mà khi mà nó tâm tối hoài á, thì lúc mà phần hồn ra lệnh nó không nghe, nó thấy cái đó nó không hiểu. Nó không hiểu, không nghe thì nó không làm. Cho nên mình không có sửa tánh được. Mình không có sửa tánh được. Nhưng mà bây giờ mình, hồi nãy như chị Cúc nói, bây giờ mình niệm rồi, bây giờ mà mình dạy cho lục căn lục trần nó niệm rồi, bây giờ mình muốn sửa tánh nữa thì mình phải mượn thêm cái pháp kiểm thảo đời đạo chứ. Mình phải thấy, mình phải kiểm lại coi mình thấy cái sự sai lầm của mình mới sửa được chứ. Chứ bao nhiêu đó cũng chưa đủ, là mình mới huấn luyện lục căn lục trần thôi. Nghĩa là khi mà mình niệm Phật á, mình hạ lệnh cho lục căn lục trần đồng niệm với chủ nhân ông hay là phần hồn á, là để cho nó sáng suốt. Nhưng mà sáng suốt rồi á, nó còn cũng phải chờ cái lệnh của phần hồn để nó sửa chứ. Chứ đâu phải nó sáng suốt rồi phần hồn không nói gì hết, nó đâu có biết, phải hướng dẫn từ từ. Nghĩa là bởi vậy cho nên mình mới cần thêm cái pháp kiểm thảo đời đạo. Chứ nếu không thầy đâu có làm ra cái pháp mà kiểm thảo đời đạo làm gì. Mình không kiểm thảo mình làm sao mình thấy mình. Thành ra cái này nó phụ thêm cho cái kia. Là cái kia khi mà mình có niệm Phật, mình có huấn luyện lục căn lục trần á, khi mình kiểm thảo là mình mới sửa được. Còn nếu mà mình dạy lục căn lục trần mà mình không kiểm thảo thì đâu có sửa, đâu có biết sai chỗ nào đâu sửa. Thì phần hồn, cái đó là trách nhiệm của phần hồn, là phải chỉ cho nó sai chỗ nào để nó sửa. Mà bây giờ nó trình độ nó lên cao rồi mà phần hồn không chỉ, nó không có kiểm điểm làm sao biết nó sai chỗ nào đâu mà sửa. Thành ra mình phải cần qua cái pháp kiểm thảo đời đạo. Nhưng mà bây giờ thầy gom gọn cho mình là qua cái pháp niệm Phật. Nếu mà người nào mà niệm Phật nhiều á, thì thiệt ra đâu có chờ tới 5-6 giờ sáng mà để kiểm thảo đời đạo đâu. Nếu mà niệm Phật nhiều á, thì tự nhiên cái tâm mình nó lắng động, cái chấn động lực của mình nó mạnh á, thì tự nhiên mình dễ thấy mình lắm. Mình có làm gì sai, mình động là mình thấy là tại mình niệm Phật, là mình gom cái điển mình lại, mình tịnh. Mình không niệm Phật mà mình làm sai, tự nhiên nó động loạn trở lại, là mình thấy dễ thấy lắm. Xin ban kỹ thuật cho xem phần 20, 21 với 21B luôn. Khi con làm một việc gì mà lương tâm cắn rứt, lập tức mất quân bình, điển không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo phạm lỗi nặng hay nhẹ. Phải chăng sự xuất hiện của điển rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành? Cái điển đó là cái đường lối kiểm soát hành động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, là ngày nay mình đã làm việc sai, nghĩ sai, hành sai. Hả? Lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai phải tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai rồi. Mình tự kiểm thảo, tìm, ăn năn hối cải. Cho nên đây, buổi sớm mơ phải đứng ra chuyển dưỡng, dưỡng khí ngay giữa trời. Mình hít một lượt vô, rồi hít ba lần như vậy, rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm. Mình nhớ lại những chuyện làm hôm qua nó sai, hay sớm mơ này nó sai chỗ nào, mình ăn năn sám hối, thì bữa sau mới khôi phục lại ánh sáng, và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều hơn. Kính thưa thầy, con thiền mấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về. Mình kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm, Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay có nhận ai không, có hờn ai không. Thì
Thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền rồi. Bữa nay mình ghét cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá, nó tức á, nó làm mình mất quân mình. Thì tốt mình ngon, có gì. Và nó cứ hiện ra cái hình đó hoài, thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền cả đêm cũng giải quyết không được đó. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết. Cái thức hoạt động nó mở rồi, mình thấy người đó là mình, có gì mà đáng giận, thấy không? Chị đó là tôi, có gì đáng ghét, thấy không? Tất cả đều là tôi, có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái thân ngôn chứ là mới kiểm điểm. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà con không tắt tất cả những cơ đạo, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó, thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm. Mà không thấy cái ly mà thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm, phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, phải thấy cái micro mới sử dụng, còn đây không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, sẵn nhớ gì bơm. Cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi. Thêm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã tôi thực hành những Nam Mô A Di Đà Phật trên đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi, và tám đi ngang, có cái đầu cốc, kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài. Tức quá mà. Cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó bị gì. Cho nên chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng, phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay, hành động quay, có nhất định phải có, không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Cho con người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo, giờ trước với giờ sau là họ đã kiểm thảo rồi. Họ biết tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, bây giờ đầu tôi lu, tại sao? Bao nhiêu đó là tự động phải kiểm gì? Phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sau nó xuống làm tôi ngực nặng. Cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Tôi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục nó làm cho tôi nặng. Nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi. Tôi không biết sửa. Thành ra khi mà một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau chừng đấy và giải quyết lẹ. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi cũng tìm chưa ra đó, nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được? Nó ở trong cái sáng suốt nó mới thấy liền liền được. Đó. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình, thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ô trực cho mọi người, để mọi người tự tiến giải và tự tu. Đó, cái thì các bạn đã nghe qua cái phần mà thầy nhấn mạnh là bây giờ thầy giúp cho chúng ta. Thay vì thức 5-6 giờ sáng nhiều khi thức không nổi, thì thầy đã nhắc chúng ta phải niệm Phật nhiều. Thành ra cái niệm Phật đó, nó rất là quan trọng, là nó giúp ích nhiều chuyện lắm. Mà thầy tất cả những nghe băng thầy, tất cả những gì thầy đều gom gọn vô trong cái niệm Phật hết. Thành ra chúng ta phải ráng làm sao hành ra được cái niệm Phật thì nó sẽ giải quyết được nhiều chuyện khác nhau. Và tiếp theo là cái phần chuyển dưỡng hưởng khí, thì mình phải làm như thế nào? Cái giờ thì mình biết rồi, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ mình làm chuyển dưỡng hưởng khí như thế nào? Dạ, xin mời chị tự giới thiệu. Dạ, tôi tên là Vạn An, Việt Nam. Dạ. Dạ, xin trả lời câu hỏi chuyển hưởng dưỡng khí.
thì tới cái giờ dưỡng hưởng dưỡng khí đó mình phải tập trung lên đầu và hít 3 lần cùng với cái mũi, mình hít một lượt luôn. Thầy kêu tập trung lên, hít một lượt luôn như mũi 3 lần. Và dưỡng hưởng dưỡng khí, hít thanh khí điển cùng mũi hít lên một lượt 3 lần như vậy là về dưỡng hưởng dưỡng khí theo tôi đọc trong sách và thầy đã nói trong băng. Nhưng mà hít như thế nào? Hít bằng bộ đầu. Hít bằng cái đầu với cái mũi, nhưng mà hít vô sao? Hít vô sao? Hít nhẹ nhàng mà hít bằng trong cái tư tưởng mình phải hít vừa cái đầu vừa cái mũi cùng một lúc. Cái đó nó cũng đúng một phần nhưng mà nó thiếu chính xác. Không biết có ai có thể bổ túc thêm không? Cái đó chị nói rất là đúng nhưng mà nó thiếu, chưa có đầy đủ. Hít nhưng mà chưa có biết rõ là hít như thế nào. Hít cái thanh khí điển. Hít như thế nào? Hít nhẹ, tung lên bộ nhẹ, đầu hít, là làm sao? Không có tung. Mà hít sao? Cái đầu nó hít từ ở trên mình hít, cái đầu mình hít, tưởng tượng mình hít lên một lúc và cùng hít, cái mũi. Hít lên à? Hít vô chứ không phải hít lên. Hít vô sao? Vô đâu? Vô bộ đầu, hít vô và mũi hít cùng một lúc. À, nó thiếu một chút xíu, thiếu chút xíu. Còn thiếu chút, thiếu chính xác một chút xíu. Không biết các bạn đạo nào có thể bổ túc thêm. Khi tôi tập chuyển nhấn khí, khi bộ đầu mình có điện rút thì tôi ra tôi tập trung ra bầu trời, ra đứng trước nhìn lên, mình nhìn thẳng tập trung cái ý chí, xong đó tôi hít bằng cái dùng cái ý ngay cái trung tim bộ đầu của mình ngay chỗ này, tôi hít vô xuống cho đầy bụng, xong tôi thở ra từ từ đấy, trong ý mình thôi mà hít cho nó ra đó, xong rồi tôi mới thở ra từ từ mà dùng ý, hoàn toàn ý thở hết. Hít vô, hít vô như thế nào, anh nói lại cái phần hít vô đó. Khi hít vô đem vô đầy cả cho dưới cái bụng mình ngay cái chỗ lúng đó, hít vô cái ý đầy cái nơi đó, xong rồi bắt đầu tôi thở ra từ từ dùng ý hết, mà chuyển trên đỉnh đầu của mình hết. Cái này nè, tập trung anh Thi nói nó cũng đúng một phần nhưng mà có một phần nó dư. Có dư chút xíu à, không có dư nhiều mà nó có dư chút xíu. Thì có tôi hiểu như đó, tôi đóng góp là hồi đó chuyển suy nghĩ nhiều lắm. Thi nói hít nhưng mà còn dư chút phải không, chứ phải thiếu phải không? Không, trong cái phần giải thích của ông, của anh Thi nó có dư một chút. Hồi nãy chị An nói thiếu một chút. Anh Thi bổ túc vô, bổ túc vô mà bây giờ nó dư thêm chút. Thi à, em biết dư cái khúc nào không? đứng lên nói đi. À, tôi xin đóng góp thêm tí xíu, tại vì tôi có tập thường cái đó tôi cũng biết. Thì từ 5-6 giờ sáng đó, mình ra trước cửa nhà, mình ra ngoài nhà chứ không phải ra trong nhà nha, ra ngoài sân đó, mình tập trung trên đỉnh đầu, mình hít từ trên đỉnh đầu cộng với cái lỗ mũi, hít xuống thôi chứ không phải hít cho nó đầy bụng, hít xuống thôi, hít 3 lần như vậy. Đúng rồi, hít xuống, hít vô bụng thôi chứ không có đầy bụng. Không có đầy bụng. Tại vì nó không phải là pháp luân thường chuyển mà đầy bụng, phải không? Cái quan trọng là hai cái mà phải hít một lượt á, hai cái mà phải hít một lượt. Thì nãy anh Thi có nói một cái cũng thêm một cái cũng rất là hay, là phải nhìn lên trời trước, hướng về trời trước. Rồi sao mình nhìn thẳng. Xin mình đạo, tôi đóng góp cho cái này rất là vui. Tôi ở Canada thì lúc mùa đông lúc đó trời cũng 30+ độ. Tôi ra tôi thử nhưng mà nó không có được, lạnh quá. Nên mình mặc đồ lạnh nhưng mà cái nhiệt độ nó lạnh, mà với cái wind chill, cái gió nó thổi nó lạnh quá, mình hít không được. Tôi thử có mấy lần mà mỗi lần mùa đông mình ra ngoài thì mình muốn tập cho nó thầy nói tập cái này chung rồi thì mình cũng dễ sửa tâm sửa tánh lắm. Tại con người khi mà mình nhờ cái niệm Phật, cái đó mình đã thử, nhưng mà sau này tôi làm ở trong nhà, nhưng mà trong nhà nó không hiệu nghiệm bằng ra ngoài trời. Nhưng mà trời lạnh mới mùa đông, sau đó tôi không có tập với mùa đông. Thì mùa đông trời lạnh quá tôi không tập, mà trời mát mát á, đủ cho chừng 10+ độ tôi nhắm tôi ra được hít thở thì tôi ra. Đó, xin đóng góp như đó, trời lạnh khó tập chung lắm. Tại cái khí nó lạnh quá anh hít vô không được không? Không, em đi khí lạnh thì à, em có thể mặc đồ ấm. Anh nói cái khí lạnh à? Mặc đồ ấm. Kali thì không có được như bên Thi, thành ra tôi không có bị cái đó. Tôi cũng làm rất là đều nhưng mà không có giống như Thi. Cho nên nếu mà lạnh vậy thì Thi nên chụp
mình lên hai thì vì hai không cũng lạnh lắm chứ. Nên anh lên hai không anh cũng dẫn lên thì anh cũng ráo anh hít à. Nhưng mà em biết như khúc nào chưa biết rồi phải không? Như khúc nào? Bây giờ còn ai nữa? Em hả? Dạ, con tên là Đoàn Khải Minh ở Nam Cali, con cũng xin đóng góp câu hỏi này. Như anh Thi nói, anh Hức thấy lạnh, nhưng mà đồng ý khi mà mới đầu mình tập á, hít vô bị sổ mũi á. Nhưng mà đừng lo, lần sau nó hết, hít vô nó ấm lắm, thoải mái lắm, không sao đó. Chỉ lần đầu thôi. Vậy hả? À, như này chắc phải qua Kangari thử ha, anh Thi? Không sao. Nếu mà bạn đạo muốn biết á, thì nhớ sang năm bầu cho Kerry Bảo ra hít thở vào. Nếu mà tổ chức vào mùa đông để bạn đạo thở được cái xứ lạnh của tôi là nhiệt độ trừ, bạn đạo tưởng tượng trừ 35 độ, bạn đạo lấy nước tay bạn nhúng nước ra ngoài nó đông thành nước đá liền. Ok, đúng rồi. Tôi có đóng góp hồi đó, tôi có thở thì tôi làm ở ngoài trời tôi biết mà, mùa đông á, tôi chạy ra ngoài sau đó bao nhiêu độ tôi hít cũng được hết. Nhất là Pháp Luân Thường Chuyển á, tôi ngồi hít thở ngoài trời, thích lắm, ai thấy tôi tưởng gì mà ai ngờ tôi ra tôi hít sáu hơi. Ở ngoài tự nhiên tôi thấy ấm cúng cả người vậy đó. Công nhận Pháp Luân Thường Chuyển khi mình đã thở được trụ trên đỉnh đầu ấy, nó mạnh lắm. Nó mạnh một cái là ở ngoài trời lạnh cỡ nào mình không sợ, tự nhiên mình cảm thấy ấm cả người. Rồi, thành thật cảm ơn mấy bạn đạo. Anh Thi lợi dụng cơ hội quảng cáo. Đúng rồi, anh Thi nói thì cái đó đó. Ông quảng cáo mà kiểu lạnh kiểu đó, anh dám tới. Mượn cái lạnh rồi quảng cáo đâu có được. Quảng cáo em phạm luật rồi em biết chưa? Chưa tới cái ngày bầu mà nó vận động rồi. Thì trời đất cũng xui khiến vậy thôi. Em coi bạn đạo cười em kìa. Thôi không có nói lại đó. Nói đi không có nói lại, nói một lần nó cho một cơ hội thôi chứ đâu có cho hai. Một cơ hội thôi, nó trễ tàu là trễ tàu à. Ông bây giờ vậy nè. Anh em bạn đạo nào mà có đã hít, có tập thực, có thực tập chuyển dưỡng hưởng khí đó, hít bằng cái bộ đầu á, thì cái việc đóng góp mình làm sao mình cái việc nói đi, không sao, không có vấn đề mà sai hay là không thành vấn đề, mình anh em mình trao đổi để học trước khi thầy dạy mình. Tại vì làm cái đó nó, nếu mà mình làm á, mình sơ ý một chút là mình sai à. Mình thấy cái pháp mình nó rất là khó. Thế nên mình, nếu anh em nào có tập, thật sự có tập á, thì nên đưa tay đóng góp đi, chứ đừng để thi nó nói hoài à, có anh rồi phải không đó. Dạ thưa, chào các bạn. Cái này tôi cũng có làm nhiều lần. Thì khi mình hít như mấy anh nói đó, khi tập trung cái đỉnh đầu, vừa hít từ ở trên xuống, đồng thời cái mũi mình hít cái không khí vô. Thì ở trên là hít điển, cái này là hít không khí, hai cái vô một lượt. Nhưng mà khi hít như vậy đó, cái đầu nó lạnh, nó mát, nó rung cái lắm mà nó lạnh, nó mát. Từ trên xuống cho tới cái phổi mình, chứ không có hít vô cái bụng. Mà hết chuyện cái đầu nó rần rần lắm. Đối với tôi đó, thì tôi nó rần, nó làm như là cái đầu nó rung lắm. Mà không có rung thì nó lạnh, nó mát như vậy thì mình nó đủ ba hơi thôi. Vậy thôi chứ còn kinh nghiệm tôi như vậy đó. Dạ. Nhưng mà nếu mà trời lạnh như anh thì chắc tôi bị nhảy mũi. Bây giờ mình nói mình đi trường hợp mà không có lạnh quá như cái vùng Kangari của anh Thi. Anh em mình biết lớn tuổi phải cẩn thận. Thì bảo à, bây giờ mình... tôi để ý có một người, tôi biết anh này thế nào cũng có tập. Tôi nhìn là tôi biết, bây giờ tôi mời anh mới được, anh Lẹ. Dám tập chuyện dương hương khí không? Úc Châu không tập hả? Úc Châu không tập hả? Thấy cái đầu láng láng mà. Chưa hả? Chưa tập thôi. Tập dương hương khí. Tại sao tập chuyển dưỡng hương khí? Tại sao mình tập chuyển dưỡng hương khí nó khó? Thiệt ra là cái thời gian mà chuyển dưỡng hương khí đó là bao lâu? Hít ba hơi vậy là mất bao nhiêu? Rồi. Đâu có mất. Mất bao nhiêu phút? Không tới 3 phút. Nó rất là nhanh nhưng mà tại sao mình làm khó? Không ạ. Cái đó là trường hợp mà mấy người đi làm sớm á, thì 6 giờ ra khỏi nhà rồi á, hít luôn như vậy. Còn mấy người còn đang ngủ thì giờ nó dậy hít cái bộ khó. Dạ tôi xin phép đóng góp với lại quý bạn đạo. Nếu mà mùa hè thì nó không nói gì, ở ngoài nó không lạnh thì tôi ra ngoài. Còn mùa đông nó lạnh á, tôi đứng trong nhà tôi mở cửa sổ ra hết. tôi
Thầy có kêu đứng trong nhà mở cửa sổ ra không? À, đứng trong nhà tôi... Có không? Không, hỏi thầy có kêu không chứ không có hỏi gì khác hơn á. Không, hỏi thầy có kêu là trời lạnh thì đứng trong nhà mở cửa sổ ra không? Không, cái đó là tôi nói cá nhân tôi thôi. Không, cá nhân anh làm gì nhưng mà tôi hỏi thầy có nói cái đó không? Rồi bây giờ... Thầy không có nói nhưng mà anh chế. Vậy, anh chế hít từ cửa sổ giờ, đó là anh chế. Cái thầy đâu có dạy mình vậy đâu. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ thầy không có kêu đứng trong nhà mở cửa sổ mà thầy kêu ra ngoài. Bây giờ ra ngoài trời nó lạnh, không phải lạnh như xứ của anh Thi đâu. Nhưng mà lạnh vừa vừa mình phải làm sao? Đúng rồi. À, thì đổi nón vô. Mặc áo rồi ấm vô, đổi nón vô. Đâu có sao đâu. Tại không thôi là mình cảm. Đức ơi, về tập thử đi nha. Nha. Thì phải đổi nón vô thì đó, thiệt ra là... Tôi xin có ý kiến, nãy giờ anh em bên phái đàn ông ăn hiếp phái nữ nhiều quá. Tôi xin nói câu chót nữa thôi. Thì cái điểm đời đạo xin đi trở lại ý kiến thì ban ngày mình làm thì mình nhớ hết, mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng mà lỡ mà trong ban đêm mình ngủ, trong cái giấc mơ mình đó, đôi lúc nó cũng hiện lên những cái chuyện mình làm không có đúng. Thỉnh thoảng nó hiện, lúc trước thì nó thường lắm, mà lúc sau lâu lâu nó hiện lên. Thì mình, tôi thấy cái đó, tôi thấy nó trong cái sao mà trong cái lòng của mình nó cũng có cái gì đó nó chưa có được gọi là thanh tịnh lắm, chưa được tốt lắm. Do đó là cái đó có cần kiểm điểm hay không trong cái giấc mơ của mình, nó trong tiềm thức của mình lâu lâu nó cũng hiện lên những cái chuyện mình làm không có được mà giống như hiện giờ mình đang tu sửa. Mà xin hết, xin nhờ ý kiến bạn đạo nữ cho ý kiến thêm. Xin bạn đạo nào có muốn đóng góp với ba không? Dạ. Xin chị tự giới thiệu chứ. À, cháu là Mỹ Dung. Ở đâu vậy? À, ở Mỹ. Dạ. Về cái mà ba hơi chữa hưởng dưỡng khí buổi sáng á, thì em có làm thường xuyên. Ừ. Thì em mình hít ra hơi ra ngoài trời, mình hít bằng mũi bình thường, nhưng cái ý là hít từ đây, cái ý mình hít đây, nghe hơi nó đi vô rõ ràng, mà cái đầu nó mát, nó mát. Ban đầu nếu mà trời lạnh á, thì cái hơi đầu nó lạnh, nhưng tại vì có những lúc lạnh mình đội nón, nhưng mà chỉ có hơi đầu thôi là phải bỏ nón rồi, tại vì hơi thứ hai là nó ấm rồi. Mà nó ấm người nhưng mà cái đầu nó vẫn mát đi vô. Vậy đó. Dạ, cảm ơn chị. Thiệt ra mình hít á, mình ra ngoài không có bao lâu. Không có hít xuống đầu hết trơn á. Chút xíu là chạy vô rồi. Hít vô bộ đầu thôi. Chút xíu nếu mà trời lạnh thường thường thôi, không có lạnh như Calgary á. Dạ, đó là quá lạnh rồi. Hít chút xíu là vô rồi, đâu có đứng lâu đâu. Rồi bây giờ mình, nãy giờ mình đã ôn lại cái phần thực hành chuyển dưỡng khí rồi. Bây giờ cái lợi ích của cái chuyển dưỡng hưởng khí nó như thế nào? Cái lợi ích của chuyển dưỡng khí thế nào? Trên này chắc ít người làm, mình ra không có trả lời được, không biết có ai muốn trả lời không? Nếu không thì xin mời hội trường. Bảo bà, cái lợi ích mà mình nhớ lại cái đoạn mà thầy có dạy mình về vấn đề chuyển dưỡng hưởng khí á. Thầy có nói á, sau này có một cuộc biến thiên rất là quan trọng. Mà anh em bạn đạo tu vô vi, mình nếu biết luyện cái pháp chuyển dưỡng hưởng khí, chính nhờ hít cái chuyển dưỡng khí này mà cái mạng sống mình có thể giữ được một thời gian. Sau đó rồi mình dùng cái này mình hít chứ không phải dùng mũi hít nữa, thì có thể cứu được cái mạng. Trong đó có một cuốn băng thầy đã nói như vậy, các bạn về chịu khó nghe là không biết. Trong đó Bảo có nghiên cứu cái phần đó chưa? Không biết, chắc có cái phần thầy nói tại sao mà mình cái đó nó có thể giúp mình qua những cái cơn đó, tại sao biến thiên đó. Bây giờ muốn hiểu tại sao mà mình làm chuyển dưỡng khí mà nó giúp mình trong những cái cơn mà biến thiên như vậy. Tại biến thiên là sao? Là cái sự sao động mà vô cùng, lúc đó không khí đâu cũng không có đủ để thở nữa đó. Mà tại sao cái pháp này nó giúp mình để qua cái cơn đó? Thầy không có giải thích tại sao. Có. Có không? Có, cái gì cũng có lý do hết. Nếu mà có thì Bảo nên phổ biến cái đó cho anh em. Cái gì nó cũng có lý do, cái pháp mình rất là cao siêu mà rất là chính xác. Mà những cái gì mà mình làm thầy đều giải thích hết, chứ không có cái điểm nào mà thầy không giải thích hết. Có ai muốn đóng góp?
Dạ, xin phép đóng góp trong cái vấn đề trữ dưỡng khí vào 5 giờ sáng cho đến 6 giờ. Chúng ta biết rằng thì buổi sáng đó, thì chúng ta theo như nói về y học á, nói về cái vấn đề khoa học đó, thì những cái sinh khí cầu rất nhỏ từ bên trên tủa xuống rất là nhiều. Và nói về vấn đề đạo á, thì đó là hà sa. Đó, hà sa mà nếu mà chúng ta tu luyện nhiều ngày, nhiều tháng đó, thì hà sa nó tụ thành mô ni châu. Thì khi mà sáng sớm đó, thì thầy dạy cho chúng ta nó hít dùng cái mũi từ ngay đỉnh đầu hít vào, đi sâu vào và từ từ chúng ta thở ra cũng ngay đỉnh đầu luôn, nhưng mà dùng mũi hít nhưng mà tưởng lên đỉnh đầu. Thì ba hơi như vậy đó, thì mỗi một ngày như thế đó, thì thường thường bên Đông y á, thì nói là cái bệnh quyền dựng tức là thiếu máu não, thiếu oxy não, cho nên là cái người ta bị hay bị chóng mặt hay là bị chập chờn giống như ngồi trên thuyền mà nó đưa tới đưa lui vậy đó. Thì chúng ta hít như thế đó thì tạo cho cái oxy não và huyết khí huyết não nó đầy đủ. Còn đối với cái pháp mà của Đức Thầy chúng ta dạy đó, về đạo đó, thì mỗi một ngày chúng ta đưa cái hà sa, đưa những cái sinh khí cầu vào cái bộ não của chúng ta, thì bộ não chúng ta càng ngày càng sáng, thì tạo thành một cái luồng khí điển quang. Đó, như Đức Thầy nói là, như anh Lý Bình nói đó, thì tạo thành một cái điển quang, thì càng ngày càng bừng sáng. Khi có vấn đề nạn tai hoặc là có vấn đề những cái sự trượt đó nó tấn công mình, thì cái hào quang mình nó sáng, thì mình sẽ cái hào quang đó nó sẽ làm như một áo giáp, một cái phước đức vậy đó, nó sẽ quá giải đi cái nạn tai đó hoặc là cái nghiệp lực đó của mình. Xin phép được ý kiến vậy. Xin cảm ơn anh. Còn nhưng mà cái vấn đề là nãy anh nói là hít vô rồi lát anh nói thở ra đỉnh đầu, cái đó là dư. Mình dùng cái mũi tưởng tượng như là ngay đỉnh đầu hết vô từ từ. Anh nói thở ra bằng đỉnh đầu á, cái đó là dư. Như là dư là sao? Là trong sách vở không có, thầy không có nói. Thành ra gọi là dư. Thầy chỉ kêu mình hít vô thôi, còn thở ra bình thường thôi chứ không phải thở ra bằng đỉnh đầu. Rồi mà cái phần anh nói hít vô dưỡng khí rồi đó, cái đó là cái về cái hít thở thường, nhưng mà cái này nó có cái đặc biệt hơn là hít thở thường. Nó vượt khỏi cái tầm đó rồi. Thành ra nó không có ăn khớp vô cái câu trả lời này. Nó có cái chuyện khác, nó quyền bí mà nó cao siêu hơn cái này, chứ không phải là hít dưỡng khí thì ai cũng biết rồi. Bây giờ có ai muốn đóng góp về nó có cái sự khi cái tác động của cái chuyển dưỡng khí nó như thế nào mà nó khi mà nó giúp chúng ta có thể vượt qua những cái cơn mà lúc đó dưỡng khí rồi cũng không còn nữa. Tại vì cái cơn biến thiên là lúc đó cái dưỡng khí nó không còn nữa. Mà anh đang nói hít cái dưỡng khí vô mà để bảo vệ mình thì nó không ăn khớp. Dạ, thưa tôi tên là Nhung, Bạch Đạo, San Jose. Tôi có một cái thắc mắc, đó là như trường hợp mà ở các Bạch Đạo mà ở xứ lạnh như anh Sách Thi hồi nãy đó, thì nếu mà mình không đứng ngoài trời mình hít thở được thì mình đứng dưới mái hiên có được hay không? Không biết các bạn đạo nào có muốn trả lời câu này không? Anh Thi muốn trả lời không? Xin lỗi, xin trả lời câu này cho cái chị gì đó. Đối với tiểu bang Canada, Calgary thì cái lạnh nó khủng khiếp. Nó không phải là trừ vài độ, đó, trừ mấy chục độ không. Và tôi là cái người từng lặn ngoài trời. Ngoài trời mà trên cao nữa, trên núi không, trong rừng. Mà bữa sáng tôi cũng thường hít cái dưỡng khí đó, làm cái trưởng hưởng dưỡng khí đó. Giống như thầy nói thì không có đúng lắm đâu. Nó không phải là mà là tê lạnh cứng ngắc, không phải vậy. Nó cũng có lạnh, nhưng mà giống như anh Đoàn Thế Minh nói là đúng đó. Hít vô cái lạnh lúc đầu thôi, chút xíu thôi, mà sau đó nó ấm người trở lại. Chứ không phải giống như thầy nói nó quá lố đi. Mà thật sự ra đó có vấn đề mà cái lạnh của Canada lạnh khủng khiếp lắm. Thành thử ra như chị nói là đứng ngoài trời hay là đứng ở mái hiên vậy, giống như nhau. Tại vì cái lạnh ở chỗ nào nó cũng lạnh ấy, lạnh thấu vô xương luôn, chứ không phải là lạnh bình thường. Nếu mà chị trong nhà thì không sao hết, không sao. Nhưng mà nếu mà chị đội nón á, giống như mấy anh chị vừa nói á, thì cũng tốt. Đó, mà nếu mà mình có gan á, mở cái đầu ra, đó, để cái đầu trần á, hít, thì nó cũng lạnh. Nhưng mà giống như anh Đoàn Thế Minh nói, cứ hơi đầu thôi, còn hơi sao nó ấm người rồi. Thì nói như vậy đó. Thực ra cái này... Thật sự là rất là lạnh. Thiệt ra cái này đội nón cũng không sao, tại vì nó vì điển quang rồi. Cái bộ đầu mình đâu có phải hít hơi đâu mà đội nón nó hít hơi không được. Mình hít vô bộ đầu rồi mình đâu phải hít bằng hơi.
hít vô mũi thì hít bằng hơi, chứ hít vô cái đỉnh đầu đâu phải hít bằng hơi. Nó về điển quang rồi, thành ra cái đội nón hay không đội nón nó cũng không có trở ngại gì. Trở lại cái câu hỏi của chị nãy thì thầy kêu ra, tại sao thầy kêu ra ngoài trời hít? Nó có cái gì đặc biệt ở ngoài trời mà mình đứng trong nhà hít, trong đóng cửa hít không được mà phải đi ra ngoài trời, phải ra ngoài trời hít? Mà khi mà mình hít như vậy nó có cái gì đặc biệt? Tôi lẽ Úc Châu nhưng mà tôi thì chưa tập, kính thưa bạn đạo, tôi thì chưa tập cái phương pháp tưởng dưỡng tinh khí. Nhưng mà tôi nhớ cái đoạn băng của thầy nói là tại sao mà mình tập tưởng dưỡng tinh khí để mà nó qua cái tai biến như anh Bảo nói, thì tôi nhớ không lầm thì khi mà mình tập thường xuyên rồi đó, cái luồng điển mình mạnh rồi đó, thì nó sẽ giữ được cái tâm mạch của mình lâu hơn người bình thường trong cái lúc đó. Cảm ơn anh, nhưng mà nó chính xác hơn như vậy chứ không phải, nó có một cái điểm rất là chính xác. Nếu tôi nhớ không lầm thì thầy có nói là khi mình hít cái cua đồng nó thông đó, thì chỗ này nó có điểm sáng. Mặc dù nó lưu hay gì mà điểm sáng, nhưng đối với bên trên đó, người ta thấy cái điểm sáng là nó rút mình lên. Chứ mình không có tự cứu gì được đâu. Dạ không phải cái điểm sáng không, nó còn một cái nó liên hệ với cái quyệt nào. Khi mà mình hít như vậy nó liên hệ tới cái quyệt nào, mà cái quyệt đó quan trọng như thế nào. Em có trao đổi với bạn đạo Việt Nam. Thì bạn đạo có hỏi em, khi chị hít như vậy á, thì hơi nó vô, mà vô đầu chị biết không? Thật sự á, là mình chỉ biết hít thôi, chứ mình cũng không có biết, cần biết, cũng không cần biết. Mình không cần biết. Cứ hít. Thì em nói yên vậy, thì anh đó mới nói là nó vô tới đại khái là cái từ gì đó, mà đại khái nó xuống ở dưới thắt lưng hay là xuống dưới đâu nữa đó. Cái hơi nó đi xuống dưới đó luôn. Mà mình hít. Mà anh nói như vậy nè, anh nói là nghe động tới luôn, nghe động đậy tới luôn. Mà mình mới nói, tôi cũng thấy, có đôi lúc tôi hít rất là tốt, thì tôi nghe nó động đậy. Nó động đậy thì mình nghĩ, ủa sao kỳ vậy? Mình đâu có nghĩ tới cái chỗ thấp như vậy mà nó động tới đó. Thì tôi lại hướng thượng, thì hướng thượng thì bình thường. Nhưng mà ý nghĩa là mình hít, mình không nghĩ, không cần biết, cứ hít thôi, thì mình có cái hiện tượng đó. Mà sau đó rồi thì tôi để tôi hít mỗi ngày, tôi hít thì tôi có thấy. Thấy làm sao? Chị thấy làm sao? Thấy cái hơi nó đi xuống dưới luôn. Xuống dưới nào? Xuống dưới quãng rúng, khỏi rúng vậy đó. Nghe nó đi xuống nha. Xuống khỏi rúng là nó phải vô rồi, tại mình hít vô bụng mà. Nhưng mà có chỗ khác nữa. Người ta nói là nó mở cái mạng gì ở dưới này. Không có xuống xa dữ vậy đâu. Không biết, nhưng mà mình không có để ý cái đó, nhưng mà không có để ý, đúng rồi nói. Đúng rồi, mình làm cũng cảm thấy có. Mình làm cái này mình không có để ý tới cái đó, mình chỉ làm đúng như vậy rồi. Thôi nhưng mà mình phải hiểu cái lý của nó, khi mà mình làm như vậy nó ảnh hưởng tới cái quyệt nào mà nó có hữu ích, cái quyệt đó nó hữu ích đó, như đó, chỗ nào đó đó, mà tôi không có biết chữ, tôi không có nghiên cứu sách vở, tôi chỉ biết làm thôi. Rồi mình biết tới đó thôi. Anh bạn đạo đó, anh có cắt nghĩa rõ ràng cho chị nghe không? Anh nói cái từ đó, đó mà tôi không có nhớ cái từ. Nhưng mà cái từ đó có nghĩa là cái gì? Làm giờ mở cái quyệt nào trong người đó. Anh không có nói quyệt nào hả? Anh có nói nhưng mà mình không có nhớ, mình không có ghi chữ, không có giờ. Nhưng mà không nhớ là cái quyệt nó nằm đâu hả? Không biết, nhưng mà đại khái là biết là nó đi xuống ở dưới. Có ai biết không? Mình cũng muốn hỏi luôn các bạn ở đây, có ai biết cái đó là cái gì? Tại vì anh Bảo đang nói cái chuyện đó đó, tôi nghĩ là nó là cái khuyết nào đó. Mà mình không có đọc sách. Thật sự ra tôi không nghiên cứu sách nhiều, tôi làm thôi. Thành ra nói cái chữ hay là cái quyệt này quyệt kia tôi không có thuộc tên. Thành ra thầy có khuyên, khi mà chúng ta thực hành cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí, cần phải nghiên cứu. Nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không có hiểu rõ. Mình hiểu rõ rồi mình làm đó, thứ nhất là mình làm đúng, không có làm sai. Thứ nhì là mình hiểu rõ rồi, lúc đó mình hăng hái mình làm hơn. Mình thấy cái sự làm của mình nó hữu ích hơn. Bây giờ không nếu mà không có ai đáp thì tôi cũng nói sơ luôn là nó liên hệ tới cái hiệp tích. Tại nó hiệp tích á, là tại vì khi mà mình thở không còn thở dưỡng khí được á, thì mình thở, thầy nói mình thở bằng cái hiệp tích.
Nhưng mà muốn thở bằng hiệp tích á, mình phải luyện cái này mình mới thở bằng hiệp tích được. Thì lúc đó mình không có cần hơi ở ngoài vô nhiều mà mình sống được. Nên là cái thở bằng hiệp tích, tại vì khi mình hít vô mình thâu phóng qua cái đỉnh đầu, nhưng mà nó chuyển hơi tới cái hiệp tích. Hiệp tích là ngay giữa lưng nha. Ồ, nếu mà nói về tới hiệp tích thì thật sự là em không có cảm giác gì tới hiệp tích. Mà không có cảm giác. Tại vì cái đó là thầy giải thích cho mình rồi, khi mình phải đạt tới cái đó chứ đâu phải mình làm mình cảm giác liền. Hiểu rồi. Thầy khi mình phải đạt tới cái trình độ nào đó mình mới thở bằng hiệp tích được, chứ đâu phải mình làm cái này là mình thở. Thành cho nên mình phải điêu luyện mỗi ngày là vậy đó. Nó không có đòi hỏi mình thời gian, nhưng mà nó đòi hỏi cái điều đặn của mình, mỗi ngày mình phải làm. Thì lâu ngày nó mới cái luồng điển mình nó thâu phóng qua lại với bên trên rồi đó. Lúc đó mình mới nó mới chuyển tới cái hiệp tích được, chứ nó đâu có chuyển liền được, mình đâu có cảm nhận được. Thành ra nó đòi hỏi một cái sự dày công. Cái pháp mình nó rất là hữu hiệu, nhưng mà khó hơn cái là nó đòi hỏi cái dày công, mình có chịu bỏ công ra hay không. Bỏ công thì năm này sang năm nọ chứ đâu có thể tính tháng đến ngày nào. Tự nhiên hồn nhiên làm. Dạ, cứ làm phải làm điều. Nghĩa là mình phải có cái chương trình. Mình muốn làm cái gì đều phải có chương trình. Giờ đó mình phải làm cái gì, tới đó tự nhiên mình làm. Riết nó thành một cái thói quen. Còn nếu mình không có chương trình thì mình không có tạo cho lục căn trần nó cái thói quen đó thì khó lắm. Thì bữa làm bữa nghỉ thì nó cũng không đi tới đâu. Cái pháp gì cũng vậy, mà làm bữa nghỉ thì nó không có hiệu quả. Rồi còn gì nữa? Anh Bảo, em cũng xin đóng góp một. À, cái mà phương pháp á, trưởng dưỡng dưỡng khí á, hay là tất cả các cái phương pháp mà mình học á, nó rất là quan trọng. Thì cái phương pháp này thì mình chỉ có đọc trong cái cuốn Nguyên lý tận độ của thầy, thì thầy có nói một cái câu như thế này. Ở trong cái bài gọi là khoác áo tình thương, người tu thực hành đúng đắn đó, cho mình tu thực hành cái pháp á, phải cho nó đúng đắn. Cái nào cái đó cũng phải, cho nên anh Bảo từ mấy năm nay ảnh review mình đó, rất là quan trọng. Cho nên trong cái bài đó thầy nói, để mình chỉ đọc hết cái câu đó rồi mình chỉ sẽ giải thích. Nói người tu thực hành đúng đắn, chỉ có liên hệ với trời đất mà lập lại sự quân bình của chính mình. Tại sao? Tại vì khi mình hít thở, tại vì cái phương pháp thiền là chỉ toàn dùng hít và thở thôi, cho nên phải hít thở cho nó đúng. Thì khi mình hít thở đúng, mình chỉ có liên hệ với trời đất, tức là mình chơi với cái hạng sang lắm, mình chơi với trời Phật, với trời đất, nhưng mà phải dùng cái hít thở đó. Thì mình chơi với cái nguyên khí của trời đất, thì cái đó nó mới vào trong cơ thể mình, nó mới lập lại cái sự quân bình trong cơ thể mình. Mà khi mình lập lại được cái sự quân bình của mình rồi đó, thì mình đi tới đâu, chỗ đó mất quân bình, nó sẽ quân bình. Cho nên qua bao nhiêu lần đại hội, các bạn thấy khi anh em chúng ta họp lại đại hội, hòa ái tương thân, đi tới đâu nó thay đổi cái khí trời, nó ảnh hưởng, nó có thể thay đổi cái khí trời, cái không khí, cả mưa và nắng. Và như thế, nếu anh em mình hiểu được cái quan trọng của cái pháp mình hành và hòa ái tương thân, thì mình có thể chuyển cái khí trời, có thể ảnh hưởng cả thế giới chỉ bằng một cái hơi thở thôi, cho đúng. Bình Chi xin hết. Dạ, cảm ơn anh Bình Chi. Thì Bằng Chi nói là mình liên hệ với trời đất đó. Anh Bằng Chi có thể cho biết thêm là liên hệ với cái gì trong trời đất không? Dạ thì anh Bảo hỏi thì tại vì cái này nó là như mỗi sáng mình đứng ra chờ mình hít, thì mình đâu có làm gì mà đứng ra giữa trời đất. Mình tưởng trời đất, cái mình dùng cái mũi mình hít một hơi thiệt mạnh để trưởng dưỡng khí mình. Nhưng mà nó liên hệ với cái gì? Thì cái không khí, cái nguyên khí của trời đất. Khi mình hít vô rồi thì mình... Có một cái chính xác hơn nữa, thì tôi mới đặt câu hỏi là gì? À dạ, thì theo mình, thì cái kinh nghiệm mình chi, khi mình hít được cái thở, mình, cái nguyên khí của trời đất thì mình cũng... Thì nhờ đó mà mình mới lập lại cái sự quân bình của mình. Bạn Chi chỉ hiểu rồi, được cái gì. Rồi, cảm ơn anh Chi. Xin anh Bạn Chi đưa cái micro cho bác Huệ. Từ đỉnh đầu mình đó, luôn luôn có một cái sự liên hệ lên tới cõi trên đó, tức là cái luồng điện trái. Luồng điện cái lên tới cái... Tới đâu? Cái luồng điện cái nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay cái đỉnh đầu mình đi thẳng lên tới... Nó liên hệ với cái gì? Nó điểm này nó phải nói với tới. Cái điểm kia. Cái điểm đó là điểm nào? Điểm này thì mình biết rồi phải không? Còn điểm ở trên kia là điểm nào? Điểm kia là cái điểm không... Cái điện giới. Điện giới nó cũng có nơi chứ không phải điện giới nó nằm tùm lum đâu. Dạ. Đó là trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Dạ đúng vậy.
Yeah. Cái luồng điện này nó nói với cái trung tâm sinh lực càng không vô trụ. Cái đề tài này nếu mà chúng ta bàn thảo nữa thì nó quá giờ rồi. Thì tạm ngưng đi, mai mốt lấn qua chương trình khác nha. Rồi sau giờ tiếp tục nữa thì nó quá giờ, mai mốt mình bàn tiếp đi. Bây giờ xin mời chị Xuân Mai lên thông báo, có chút thông báo gì. Và xin cảm ơn các bạn, xin mời các bạn.